bỏ mình. Đoạn tin mừng đặt chúng ta, những người muốn đi theo Đức Giêsu làm môn đệ Ngài, trước một chọn lựa cuối cùng và cam go nhất, đó là chính mình. Quả thực, khi từ bỏ gia đình, từ bỏ bạn bè, từ bỏ tương lai sự nghiệp, từ bỏ viễn tưởng làm giàu, làm lớn, chúng ta đã được thiên hạ coi như là đã bỏ hết mọi sự. Và thực sự chúng ta đã tự nguyện bỏ mọi sự để thông thả, thảnh thơi đi theo Chúa. Như các tông đồ đã bỏ thuyền bè, chài lưới, cha mẹ, vợ con để được cùng Đức Giêsu dăm dũi trên đường loan báo tin mừng. Nhưng hôm nay, trong tin mừng Luca, Đức Giêsu đặc biệt nhấn mạnh đến cái chúng ta không muốn bỏ ngay, không dám bỏ liền, càng không muốn bị người khác lấy đi, tước đoạt. Đó là cái tôi vĩ đại, cái mình thân thiết, cái làm nên chúng ta, cái cho chúng ta hiện hữu. Chỉ trong một đoạn ngắn từ câu 23 đến 25, Chúa Giêsu đã nhắc đi, nhắc lại đến 6 lần chữ mình: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình, cứu mạng sống mình, liều mất mạng sống mình, đánh mất chính mình, thiệt thân mình. Như muốn nói với chúng ta, cái mình là cái quan trọng và khó bỏ hơn tất cả mọi thứ, mọi sự, mọi người khác. Quả thực, các tông đồ dù đã bỏ mọi sự, mọi người, nhưng cái tôi vẫn còn đó, cái mình vẫn là cái vĩ đại, bất khả xâm phạm. Chẳng thế mà nhiều lần giữa các ông đã xảy ra những đôi co, tranh cãi, nếu không muốn nói là đố kỵ, và không thiếu những lần lớn tiếng đến nỗi Đức Giêsu phải can thiệp: chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Vâng, nếu các tông đồ còn vậy thì chúng ta còn nặng nề, bê bết đến mức nào trước đòi hỏi phải bỏ mình, vác thập giá mình, liều mất mạng sống mình, chịu thiệt thân mình, bị thiên hạ khinh khi, chê bai mình vì Đức Giêsu, đấng chúng ta tôn thờ và xin được đi theo. Nhưng tại sao chúng ta phải bỏ chính mình, chịu mất chính mình vì Đức Giêsu mà không vì một người nào khác, một cơ chế nào khác hay một lý tưởng nào khác? Thưa, vì đi tu không là chọn cho mình bất cứ một sự gì, một công việc gì. Đi tu cũng không là đi tìm bất cứ một thành công, thành quả, công trình nào. Và đi tu càng không là con đường phải đạt tới mục đích điểm nào. Nhưng đi tu chỉ vì Đức Giêsu, vì yêu mến Đức Giêsu, vì muốn trở nên môn đệ để được đồng hình, đồng dạng với thầy mình, được tháp nhập vào đời sống của Đức Giêsu. Vì thế, không còn gì thuộc về mình, thuộc về cái tôi ở người tu. Nhưng tất cả mình, trọn vẹn cái tôi được tan biến trong Đức Giêsu, như Thánh Phaolô đã cảm nghiệm: tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Người tu từ nay không còn làm chủ đời mình, nhưng cái mình và đời mình hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Đức Giêsu. Không còn tự mình quyết định, nhưng chính Đức Giêsu là đấng định đoạt
mọi sự liên quan đến người tu. Đòi hỏi người tu phải quyết liệt bỏ mình, vác thập giá mình, dám dấn thân quên mình, chấp nhận mất mạng sống mình và cam chịu mọi sỉ nhục, phỉ báng, tủi hổ, làm tổn thương danh dự mình. Đức Giê-xu muốn chiếm đoạt hoàn toàn người môn đệ và biến đổi toàn diện người môn đệ ấy nên giống mình trong mọi sự, kể cả để người ấy cùng đóng đinh với mình trên thánh giá. Bởi Ngài gọi người đi theo Ngài không ngoài mục đích để người ấy chia sẻ với Ngài cực hình và sự chết, để cùng Ngài trở thành của lễ đền tội, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Bởi ơn cứu độ chỉ khởi đi từ thánh giá, cũng như sự sống lại và sự sống chỉ phát sinh từ sự chết của Đức Giê-xu, đấng cứu độ, đấng mà người tu phải bỏ mọi sự và bỏ chính mình đi theo làm môn đệ. Bỏ lại sau lưng những tháng năm còn xuân, bỏ lại sau lưng những ước mơ còn xanh, bỏ lại sau lưng nỗi khát khao tình trao, quyến luyến ai ngày nào vẫn vương ôi tà áo. Bỏ lại sau lưng những đam mê phù hoa, bỏ lại sau lưng những vết thương lòng ta, bỏ lại sau lưng nỗi xót xa ngày qua, những dấu chân lìa xa bên yêu thương thiên đường. Nay con trở về, bỏ lại sau lưng quá khứ ô nhơ, xin Cha nhân từ dòng tình bao dung xóa hết oan khiên. Tội đời lụy vương, nhưng con luôn tin Chúa vẫn xót thương. Rồi một ngày mai, tương lai phía trước Chúa sẽ an bài. Bỏ lại sau lưng những áng mây còn bay, bỏ lại sau lưng những nhớ nhung chiều nay, bỏ lại sau lưng những đắng cay nào hay, chính choang men tình say, trái tim yêu nồng cháy. Bỏ lại sau lưng những lắng lo trần gian, bỏ lại sau lưng những phút giây lầm than, bỏ lại sau lưng những trái ngang sầu on, nước mắt tuôn tràn lan, tiếc cho thân hoang tàn. Nay con trở về, bỏ lại sau lưng quá khứ ô nhơ, xin Cha nhân từ dòng tình bao dung xóa hết oan khiên. Tội đời lụy vương, nhưng con luôn tin Chúa vẫn xót thương. Rồi một ngày mai, tương lai phía trước Chúa sẽ an bài. Sau lưng những tháng năm còn xuân, bỏ lại sau lưng những ước mơ còn xanh, bỏ lại sau lưng nỗi khát khao tình trao, quyến luyến ai ngày nào vẫn vương ôi tà áo. Bỏ lại sau lưng những đam mê phù hoa, bỏ lại sau lưng những vết thương lòng ta, bỏ lại sau lưng nỗi xót xa ngày qua, những dấu chân lìa xa bên yêu thương thiên đường. Nay con trở về, bỏ lại sau lưng quá khứ ô nhơ, xin Cha nhân từ dòng tình bao dung xóa hết oan khiên. Tội đời lụy vương,
nhưng con luôn tin Chúa vẫn xót thương. Rồi một ngày mai, tương lai phía trước Chúa sẽ an bài. Bỏ lại sau lưng những áng mây còn bay, bỏ lại sau lưng những nhớ nhung chiều nay, bỏ lại sau lưng những đắng cay nào hay, chênh choáng men tình say, trái tim yêu nồng cháy. Bỏ lại sau lưng những lắng lo trần gian, bỏ lại sau lưng những phút giây lầm than, bỏ lại sau lưng những trái ngang sầu on, nước mắt tuôn tràn lan, tiếc cho thân hoang tàn. Nay con trở về, bỏ lại sau lưng quá khứ ô nhơ, xin Cha nhân từ dòng tình bao dung xóa hết oan khiên. Tội đời lùi vương, nhưng con luôn tin Chúa vẫn xót thương. Rồi một ngày mai, tương lai phía trước Chúa sẽ an bài. Rồi một ngày mai, tương lai phía trước Chúa sẽ an bài.